Đại khái tuy là nó là nhà phát hành, nó tạo ra sản phẩm để phục vụ người chơi, nhưng mà nó đòi hỏi người chơi cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn của nó mới chơi được. Đầu tiên là phải tìm hiểu nè những cái anh mới nói. Cái thứ hai là phải thấy cái này nữa. Thực sự cái này cũng là trở ngại nè, tức là luyện tay sẽ có nhiều người chơi không được, bảo đảm luôn. Và thế là tự nhiên mất đi một lượng người chơi. Có thể là game này nó sẽ không bằng Genshin Impact, cái vì cái số lượng người chơi chắc chắn sẽ ít. Có thể bây giờ mới người ta chơi háo hức, nhưng mà chơi thời gian sẽ có những người không bao giờ né đòn được, sẽ có những người không bao giờ berry được, và những người đó chắc chắn sẽ nghỉ. Đó là cái hại của game, gọi là game có chiều sâu á. Mày sâu quá thì mày bị mất đi những cái người chơi phổ thông. Nhưng mà thực ra đó mới là, anh nghĩ là cái đó mới là cái gọi là cái, giống như đó là cái con đường chân chính của một nhà làm game. Người làm game không nên phục vụ tất cả mọi người. Cái nhà lên game nên hiểu cái nguyện vọng của cộng đồng, những người chơi game mình, đáp ứng họ. Nếu mà cái game này phục vụ những người gọi là đòi hỏi chiều sâu, đòi hỏi kỹ năng thì tập trung vô phục vụ những người đó thôi, và họ vẫn sẽ sống được và game sẽ phát triển, không cần phải ôm đờm. Nhìn lại câu chuyện của Genshin Impact, Genshin Impact là một gì? Là một cái người đi tiên phong trong thể loại ôm đờm. Mọi người biết không, cái thời điểm ban đầu của game gacha thì nó không có phức tạp, không có thế giới mở, không có kỹ năng gì đâu. Nó chỉ đơn giản, game gacha giai đoạn đầu nó chỉ là sưu tầm nhân vật thôi. Nó chỉ là có cái hình ảnh với va với vẩn gì đó, rồi mấy cái người mà gọi là thích chơi thể loại gacha là người ta chỉ sưu tầm thôi. Người ta không có đòi hỏi nhà phát hành mày phải làm cho tao thế giới mở, nó mới gọi là game. Hay mày phải làm cho tao có cái chiều sâu, kỹ năng để tao thể hiện như là người chơi PC không. Cộng đồng người chơi game gacha họ đơn giản lắm. Họ chỉ cần là có nhiều nhân vật họ để sưu tầm và họ vui vẻ là được rồi. Nhưng mà theo thời gian, nhưng mà đến lúc thời điểm ông Genshin ra mắt thì ông lại ôm đờm. Ông làm, ông vừa đáp ứng cái yêu cầu của những người gacha ban đầu đó, là sau đó không mở ra cái thế giới mở. Để chi? Ông dụ mấy người chơi thế giới mở, những người chơi PC vô rồi đó làm kỹ năng này nọ đi dụ những người chơi PC. Thế là bây giờ trong một cộng đồng mà nó chứa tới ba loại người chơi. Loại người chơi ngay từ đầu là anh nói là gì? Là những người chơi dễ tính, những người gacha sưu tầm là đủ, là thứ nhất. Là người chơi không casual, không có try hard. Cái sau đó họ gom thêm những người đòi hỏi cao hơn chút, là những đòi hỏi khám phá thế giới mở, loại thứ hai. Và sau đó tới phần combo rotation kỹ năng, thì thằng Khôi Vũ Vạch đã gom thêm một cộng đồng try hard của PC qua ba người. Nhưng mà mọi người biết rồi, không có cùng đạo, không có nói chuyện được. Cho nên ba cái nhóm người đó sẽ bài xích lẫn nhau. Cho nên cái cộng đồng tôi, thằng cái cộng đồng Genshin nó rất là toxic. À đúng không? Tại vì mấy cái người chơi casual thì người ta không có giỏi, thì mấy cái ông gọi PC qua tay to hơn sẽ chê mấy này gà ngáo này nọ. Rồi trong khi mấy ông mà thiên về khám phá thế giới thì họ lại đào sâu về cái lo cốt truyện, thì họ lại chê mấy thằng kỹ năng. Mới nói mấy này chơi kiếp cốt truyện, mày chơi vậy chơi làm gì, nghỉ mẹ đi, đúng không? Rõ ràng là cái lý tưởng khác nhau, thì chắc chắn xung đột dẫn tới cái cộng đồng Genshin nó cực kỳ toxic luôn. Là đó là cái tham vọng của thằng Hô Vô Vệ, nó đã ôm quá nhiều người chung một cái vô một cái game của nó. Mà lẽ ra cái nhà nó phát hành đó, nên làm cái game phục vụ đúng cộng đồng mình thôi. Và cái từ đó sinh ra chuyện. Giai đoạn đầu thì Hô Vô Vệ thành công vì họ gom được nhiều, thì họ có nhiều cái người chơi. Nhưng mà khi mà họ vô được rồi thì họ lại không có đủ sức để mà thỏa mãn cái nguyện vọng của từng loại người chơi khác nhau. Hiểu ý anh nói không? Cái nguyện vọng của người chơi gacha họ chỉ muốn có nhiều nhân tập sưu tầm. Nguyện vọng của người chơi kỹ năng là sẽ có thêm cái thử thách. Nguyện vọng của người chơi khám phá là có thêm lo hấp dẫn, có thêm thế giới. Nhưng mà Genshin, anh nhìn lại 3 năm Genshin nó làm gì? Nó không hề làm một cái gì cả. Và nó giải quyết bằng một cách rất là mất dạy. Ơi, nó giải quyết sao? À, người chơi casual muốn sưu tầm, không có muốn kỹ năng nhiều, thì tao tạo ra cho tụi mày chơi cái game Honkai Tareo. Tareo đâu có kỹ năng gì đâu, vô lick chuột, chọn nhân vật, chọn kêu người tự nó đánh thôi lượt mà, hay đâu cần kỹ năng. Đây, à, mấy mày casual mà cảm thấy Genshin khó không? Mày qua bên đó mày chơi đi cho tao. Rồi sau đó tới gì? Sau này rồi còn đối phó với người chơi kỹ năng thì sao? Thì bây giờ Genshin tao để đó tao không làm gì, nhưng mà tao làm thêm cho tụi bay cái vấn đề danh Zero. Mày thấy Genshin không có kỹ năng cái gì, không có combat hay ho gì, tao cho tụi mày qua nhảy qua đây, tao có bán luôn cái vấn đề Zero qua đó mà chơi. Thấy không? Thấy cái sự mất dạy nằm chỗ nào? Anh tưởng tượng này, giả sử như là mình là người muốn chơi Wooden Way, mình cái máy mình yếu quá, mình không chơi được, bây giờ mình muốn có nhu cầu chơi Wooden Way ở nhà, thế mình là cái thằng công ty gọi là chuyên đồ công nghệ, bán cho tao cái điện thoại mà chơi được Wooden Way đi, nó bán cho mình xong. Cái chơi dài hôm cái nó bị giống như là không tốt, không ngon, cảm ứng nó bị không như chậm, nó không nhạy gì đó, cái mình khiếu nại nó,
Ôi, không sao, hiện tại là cái đó cái lỗi phần mềm mà tụi tao chưa có khắc phục được. Để đó đi, mày mua thêm cái này nè. Tao giới thiệu cho mình một cái dàn máy tính, à, cái dàn máy tính bộ. Và tao làm công nghệ, tao có bán đồ máy tính bộ nữa. Đó, mình mua cái máy tính bộ của nó, hiểu tốn thêm mười mấy triệu về. Nhưng mà chơi ra mới phát hiện ra đồ nó đồ cùi bắp không à. Nó cũng làm cho có máy thì cạc màn hình trả ra gì á, nó gom vô làm bán máy tính bộ mình. Cuối cùng chơi bị giật, bị lỗi. Cái mình quay lại khiếu nại, cái nói, ô không sao, tao có mở cái phòng net cyber nữa. Nếu mà mày mua điện thoại tao mày chơi không được, không vừa lòng, mày mua máy tính cũng không hài lòng, thì bây giờ mày lại cái cyber, tao có cung cấp dịch vụ cho mày ngồi chơi, quên quay sướng luôn. Là cuối cùng là gì? Cuối cùng mình tốn cả đống tiền nhưng mà nguyện vọng mình không bao giờ đạt được. Thì đó là cách mất dạy của thằng Hubert. Nếu mà nhìn sâu ra mới thấy cái chuyện đó. Có nghĩa là thay vì nó dùng cái nguồn lực để nó thỏa mãn ngay cái tham vọng ban đầu, là nó ôm tất cả ba thể loại người chơi vô cùng một cái cuối, nó gom vô cùng một cái thế giới của nó. Nhưng mà thay vì nó thỏa mãn nguyện vọng của những người đó thì nó lại giống như nuôi bò, mở chuồng này mở chuồng khác, lùa bò qua lùa bò lại để có thêm tiền, và không, cuối cùng không có đáp ứng được cái nguyện vọng gì cả, và người chơi càng mất thời gian càng mất tiền bạc cho thằng Hô Vô Vạch. Anh khác, anh là content thì anh làm, chỗ nào có view thì anh làm, bỏ gì anh nói cho anh phân tích với góc độ của người chơi đó. Chứ bây giờ nếu anh chơi Genshin mà anh có chơi Genshin thì cũng bình thường nha, đừng nói xong này ông nói ngày ông cũng chửi thôi Hô Vô Vạch, mà ông ngồi ông cắm đầu ông kiếm view từ Genshin Honkai, từ rất là Zero thì đó anh khác. Ồ, hên quá, né fail mà, không chết. Một phút rồi, cố lên, 4 phút nữa. Có chơi được Denzin không? Được, Denzin là con dễ chơi á. Dễ chơi rất mạnh. Chơi đi. Denzin rất là phù hợp để đánh hologram. Có nhiều người lầm tưởng con Denzin khó không? Con Denzin không hề khó. Cái combo của nó là gì phải không? Lít chuột 2 lần, sau đó tới 2 lần hết rồi. Đâu còn làm gì nữa đâu. Combo không hề khó. Đam lại to. Có cái thì nó dễ chết thôi, tại 1 máu đánh hồi nó xuống 1 máu. Nhưng mà đánh cái này rồi anh em thấy á, đụng cái chết thì 100 máu với 1 máu khác gì đó. Đi chăng.